Dạ, trước tiên xin được kính chào quý tôi tớ Chúa, quý cụ, quý ông bà, quý anh chị em. Rất vui một lần nữa được đến với quý ông bà. Cũng đã lâu không được tâm tình cũng như suy gẫm lời Chúa với quý ông bà. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề sự bình đẳng trong Chúa. Sự bình đẳng trong Chúa. Kính thưa quý công nhân của Chúa, ai trong chúng ta đã đọc qua sách Philemon? Xin giơ tay lên. Cảm ơn Chúa. Sách Philemon này là một sách rất là ngắn trong Kinh Thánh, chỉ có một phân đoạn mà thôi. Và sách này được viết rất là ngắn, có 25 câu mà thôi. Có thể là một trong những sách ngắn nhất trong Kinh Thánh. Dẫu vậy, quyển sách ngắn này tôi mong rằng có chứa biết bao nhiêu điều mà chúng ta học. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm qua sách Philemon để mình hiểu thêm về lời Chúa. Có bao giờ trong cuộc đời chúng ta đặt câu hỏi: tôi là ai trong Chúa? Mỗi người chúng ta ngồi đây có bao giờ chúng ta đặt hỏi là tôi là ai trong Chúa? Và thậm chí có đôi lúc chúng ta cũng suy nghĩ như thế này: liệu nếu tôi không có mặt ở đây thì có ai thấy thiếu vắng? Có ai nhớ đến tôi hay không? Ai trong chúng ta đã từng đặt câu hỏi như thế này? Cảm ơn Chúa, không ai hết, có một người. Cảm ơn. Ngày hôm nay chúng ta cùng suy gẫm về sự bình đẳng trong Chúa. Và khi chúng ta thấy được sự bình đẳng trong Chúa, qua sự bình đẳng trong Chúa, chúng ta sẽ thấy giá trị thật của chính mình trong Chúa. Đối với trong cuộc sống chúng ta cảm thấy mất mát, chúng ta cảm thấy buồn tẻ, chúng ta không biết mình là ai, chúng ta không biết giá trị của mình như thế nào trong Chúa. Và tại sao đôi lúc chúng ta thấy người xung quanh chúng ta tốt quá mà chúng ta lại không có những điều mà họ có? Và đôi lúc chúng ta tự ti, đôi lúc chúng ta không biết giá trị thật của chính mình. Và tôi mong rằng trong đoạn Kinh Thánh này, chúng ta sẽ biết được sự bình đẳng trong Chúa và giá trị thật trong Chúa. Trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc qua thì chúng ta thấy Phao-lô là người viết thư và kể đến cho một người tên là Philemon, tôi đọc có đúng không? Philemon. Chúng ta thấy đây Philemon đoạn 1, Phao-lô kẻ tù của Đức Chúa Christ và Timôthê anh em chúng ta gửi cho Philemon là người rất yêu dấu và cùng là người cùng làm việc chung với tôi. Nghĩa là ông viết cho một người cùng làm việc chung với ông. Philemon là một người rất yêu dấu và người đã làm việc chung với Phao-lô. Philemon theo sách Giải Kinh cho biết ông là một người Cơ Đốc nhân ở thành Colosse, là một người được biết đến bởi lòng hiếu khách, lòng ưu ái của ông đối với những người xung quanh của ông. Phao-lô viết lá thư này cho Philemon trong lúc ông đang tuổi già và đang ở trong tù. Và theo những sách khác cho biết thì có thể là đây là những bức thư cuối đời của Phao-lô khi ông ở tù và sau đó ông qua đời. Philemon câu 8 có biết như vậy: vậy nên dầu trong Đức Christ có quyền truyền anh làm việc này. Và cái việc của Phao-lô đang truyền cho ông Philemon làm là gì? Quý vị có cùng tôi suy gẫm thử là trong sách này ông Phao-lô viết cho Philemon, khi mở đầu thư ông Philemon ông Phao-lô nói rõ là một sứ đồ, ông có quyền bắt Philemon làm bất kỳ điều gì ông muốn. Tại ông có thẩm quyền, ông là một sứ đồ, apostle. Nhưng Phao-lô nói là tôi không dùng quyền mình mà bắt Philemon làm theo những gì ông muốn, nhưng ông dùng tình yêu thương để mà nài xin Philemon làm việc này. Trong câu chính xong: vì lòng yêu thương của anh nên tôi nài xin thì hơn. Tôi Phao-lô đã già rồi, hiện lại vì Đức Chúa Giê-xu Christ chịu tù nữa. Ông nài xin Philemon trong tình yêu thương. Nhưng mà ông nài xin việc gì, thưa quý con dân của Chúa? Ông nài xin cho một người tên là Onesim. Ông nài xin Philemon đón nhận Onesim. Ông Onesim này vốn là một người nô lệ của Philemon. Philemon có một người nô lệ và ông Onesim này bỏ trốn. Và qua Phao-lô ông đã gặp được Chúa và đã tin nhận Chúa. Và bây giờ ông Phao-lô gửi ông Onesim này về với Philemon và nói rằng ông hãy đón nhận
Onesim, một người nô lệ cũ con, một người đã bỏ chạy, một người đã bỏ trốn. Và Phaolô gửi Onesim và kêu gọi ông Philemon đón nhận Onesim. Kính thưa quý vị, cái điều này không đơn giản. Tại trong xã hội bây giờ, người nô lệ nằm dưới quyền của chủ mình. Giá trị của người nô lệ được định giá bởi người chủ. Nói chung là người nô lệ không thể làm bất kỳ điều gì mà chủ không cho phép. Họ có thể bán người nô lệ đó, ví dụ họ thiếu nợ, họ nói là tôi sẽ bán người nô lệ này với số tiền này để xóa nợ đi. Người chủ có quyền bán người nô lệ mình tùy theo ý muốn mình, bất kỳ giá nào họ muốn. Đây là hoàn cảnh hiện tại trong xã hội lúc bấy giờ. Philemon là người chủ và Onesim là một đệ tớ, một nô lệ. Chúng ta xem xét sự bình đẳng trong Chúa, giá trị trong Chúa và bình đẳng trong Chúa. Vì có bao giờ đến một nơi nào ai nấy cũng chứng tỏ chính mình và bày tỏ chính mình cho một cái giá trị nào đặc biệt. Vừa qua tôi nói chuyện với một người mà tôi không dám kể tên đây. Có bao giờ chúng ta nói chuyện với một người mà họ khoe, họ khoe về bằng cấp của họ, họ khoe về nhà cửa của họ, họ khoe về công việc của họ, họ khoe về bà con của họ, họ khoe, nói chung là khoe đến nỗi mà chúng ta ngồi, chúng ta nói chuyện mà chúng ta thấy hổ thẹn luôn. Tôi trong hoàn cảnh đó, trong lúc đó thì họ khoe đến nỗi mà tôi không biết, là mình không thể nào so sánh được, mình cảm thấy hổ thẹn. Khoe đến nỗi mình chịu không nổi. Nhưng mà đó, khi mà họ khoe như vậy, mà tôi bắt đầu cũng là bây giờ tôi cũng khoe được vậy. Ông khoe là tôi cũng khoe, hay là chị khoe tôi cũng khoe. Nhưng mà khi mình khoe lại thì đâm ra chúng ta bắt đầu kiêu ngạo, đúng không? Ông nói mà tưởng bằng cái gì thôi, tôi cũng có bằng tưởng nhân, cũng được. Nhưng mà bao giờ chúng ta đương đầu với một hoàn cảnh khi mà người khác khoe đến nỗi chúng ta cảm thấy hổ thẹn. Đôi lúc chúng ta không biết giá trị thật của chính mình, cho nên chúng ta khoe những điều mà chỉ tạm bợ, và đôi lúc là buồn lòng làm anh em mình hổ thẹn. Trong đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc, trong xã hội khi giá trị con người được định bởi người chủ, thì Phaolô trong Chúa lại giúp chúng ta hiểu thêm về giá trị của mỗi một chúng ta. Trong một xã hội đã định giá cho Onesim là một người nô lệ, thì Phaolô trong Chúa lại định giá khác. Thì Phaolô trong Chúa lại giúp chúng ta hiểu thêm về giá trị của mỗi một chúng ta. Chúng ta thấy Phaolô không những kêu gọi Philemon đón nhận Onesim mà thôi, Phaolô kêu gọi Philemon đón nhận Onesim như một người anh em. Trong câu 16 chúng ta đọc lại, một người nô lệ, nhưng mà khi tin nhận Chúa thì Phaolô kêu gọi Philemon đón nhận Onesim không phải là một người nô lệ nữa, mà là một người anh em. Câu 16 này, không coi như tôi muội nữa, nhưng coi hơn tôi muội, như người anh em yêu dấu, nhất là yêu dấu cho tôi. Ông nói rằng không như tôi mọi nữa, như anh em yêu dấu. Có Onesim như chính Phaolô, không phải chỉ trong nhà thờ mà vẫn về các phần xác và phần trong Chúa nữa. Kính thưa quý vị, Phaolô cho chúng ta biết một lẽ thật mà điều thiết yếu cho mỗi người chúng ta. Giá trị thật của mỗi một chúng ta không qua sự nhận xét của người xung quanh chúng ta. Có thời lúc chúng ta bị chê quá, chúng ta cảm thấy mình tệ hại quá. Có những lúc chúng ta khen quá, chúng ta bị bóc quá, chúng ta lên tầng mây. Nhưng mà lời Chúa ngày hôm nay dạy chúng ta, cái giá trị thật của mỗi một chúng ta không nằm ở những suy nghĩ của người xung quanh chúng ta mà thôi. Nhưng giá trị thật của chúng ta nằm ở Chúa. Tuy Onesim là một người nô lệ, nhưng trong Chúa, Onesim được sự bình đẳng. Mỗi một chúng ta có đôi lúc cảm thấy mình tự ti, hoặc có đôi lúc mình cảm thấy mình được bóc lên quá. Nhưng mà lời Chúa xác nhận với chúng ta, giá trị thật của mỗi một chúng ta không nằm ở người xung quanh chúng ta, nhưng là nằm ở trong Chúa.
Phaolô nói là hãy coi Onisim như một người anh em. Cái giá trị thực của chúng ta, đôi lúc chúng ta cảm thấy công việc chúng ta tốt, đôi lúc chúng ta cảm thấy bằng cấp của chúng ta cao, nhưng những điều đó không làm nên giá trị một con người. Giá trị thực của chúng ta không nằm ở công việc của chúng ta. Giá trị thực của chúng ta không nằm ở lời khen của người ta hoặc lời chê của người ta. Giá trị thực của mỗi một chúng ta nằm ở nơi Chúa. Và đây là 3-5 điều tại sao giá trị thực của chúng ta không nằm ở những người xung quanh chúng ta mà nằm ở Chúa. Thứ nhất, chúng ta là gì? Chúng ta là tạo vật của Chúa. Mỗi một chúng ta là những người rất được quý. Chính tay Chúa đã tạo dựng mỗi người chúng ta. Chúa nói là Chúa kết chúng ta từ trong lòng mẹ. Và không những vậy, khi Chúa tạo nên muôn vật trên thế gian này, thì Chúa làm một con người rất đặc biệt. Chúa làm gì cho con người vui hơn Chúa? Chúa hạ hơi Ngài vào. Chúa ban sự sống Ngài vào cho mỗi người chúng ta. Cho nên giá trị mỗi người chúng ta, thật của chúng ta là những tạo vật mà được Chúa hạ hơi. Một điều khác nữa, có đôi lúc chúng ta nhìn vào gương mà chúng ta thấy khó lòng với chính mình. Chúng ta nói sao hôm nay tôi xấu quá, tôi mập quá. Nhưng mà giá trị thật của chúng ta ở đây là đây, là chúng ta được tạo dựng nên theo hình và ảnh của Chúa. Qua lẽ thật chúng ta nhận biết mình là những người đặc biệt, là những người có giá trị thật trong Chúa. Là mỗi người chúng ta đều được dựng nên bởi hình và ảnh. Mặc dù người khác chê chúng ta, mặc dù người ta nói gì chúng ta đi nữa, thì chúng ta vẫn có giá trị trong Chúa, tại vì chúng ta được tạo dựng theo hình và ảnh. Amen có gì? Khi chúng ta tin nhận Chúa, còn điều khác nữa, chúng ta ngồi đây, chúng ta được bình đẳng trong Chúa. Khi Chúa tạo dựng nên chúng ta, khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta được làm gì? Được làm con cái của Chúa. Cảm ơn anh, tuyệt vời lắm. Giá trị thần của chúng ta là con cái của Chúa. Cái điều thứ ba đó không vị? Điểm dùm tôi nghe. Điều thứ tư, Chúa Giêsu trước khi Ngài đi thì Ngài để lại sự bình an cho ta. Ngài nói ta để sự bình an cho các ngươi, ta ban sự bình an cho ngươi, sự bình an không như thế gian. Chúng ta có giá trị trong Chúa, vì trong mỗi một chúng ta, những con dân của Chúa, thì Đức Thánh Linh đang ngự trị ở lòng chúng ta. Giá trị thật của chúng ta không nằm ở người khác, nhưng mà Chúa đang ngự trị, đang hướng dẫn mọi người. Và điều thứ năm, tại sao chúng ta có giá trị? Chúng ta có giá trị vì Chúa đã yêu chúng ta và ban con học sinh của Ngài để chết trên cây thập tự để đền tội cho mỗi một chúng ta. Chúng ta có giá trị đến nỗi Ngài đã ban con một của Ngài để chết chúng ta. Cho nên khi người khác chê chúng ta, khi người chúng ta nói chúng ta xấu hoặc nhục mạ chúng ta, thì chúng ta được Chúa nhắc nhở ngày hôm nay mỗi người chúng ta đều có giá trị. Khi mà chúng ta không hiểu về giá trị của chính mình, thì chúng ta cố gắng để tìm những điều khác để cho mình có những giá trị đó. Tôi có bằng cấp này, chiều cao tôi như thế này, và tôi đẹp trai như thế này, đẹp gái như thế này. Chúng ta tìm những điều khác để thay thế những giá trị thật, tại vì chúng ta không thấy mình có giá trị. Nhưng tôi mong muốn ngày hôm nay chúng ta thấy rằng trong Chúa chúng ta bình đẳng. Mỗi người chúng ta ngồi ở đây đều có giá trị, bởi vì Chúa coi chúng ta là giá trị. Có một em kia, ông cha có một chiếc xe. Ông cha nói con hãy đi đến bán chiếc xe này cho ba để mà giúp con học. Thì cô ta đem đi tới một cái tiệm kia, họ nhìn chiếc xe, xe rất là cũ, rất là cũ. Người ta nói là xe này chắc bán 200, tại vì nó cũ quá, xấu quá, không hề. Cái cô gái nói về với cha là có 200 làm sao mà đi học được ba, chắc là không học được rồi. Ông cha nói con cứ thử đi, đi tới cái tiệm khác. Cái tiệm khác họ nhìn nó xe này có máy cũng 8 máy, cho 1.000, cho 1.000 đô. 1.000 đô thấy cũng đơn học được rồi. Ông cha nói con ơi con, học chưa được con, cứ tìm thêm nữa đi. Cô đem chiếc xe đó tới cho một người khác, một cái gara khác. Cái ra này, ô, chiếc xe này đặc biệt quá.
Cái xe này là Mustang Shelby mà đời đời cổ đây, một chiếc xe cổ này tôi trả 50 ngàn cho cô để cô bán cái xe này đi. Cảm ơn Chúa, cô nói ba ơi mừng quá, có người đã mua rồi. Ba nói chưa còn rồi, xe này 50 ngàn cũng được, tìm kiếm một chỗ khác nữa. Ông kia nói chứ xe này chỉ có 6 chiếc trong thế giới thôi, bây giờ là 200 ngàn cái xe này, giờ nó bán được không? Đủ tiền học không việc. Cái thí dụ này đưa ra chúng ta, có đôi lúc những người xung quanh chúng ta không nhận biết giá trị thật của chúng mình. Nếu chúng ta đi đến những nơi mà không biết giá trị thật của chúng ta thì họ cho chúng ta như những người 200 đô. Nhưng giá trị thật của chúng ta vô giá chứ không phải con nhân của Chúa. Vô giá. Để đôi lúc chúng ta cảm thấy chúng ta buồn cho nó không biết mình như thế nào, đừng lo, trong Chúa chúng ta có giá trị. Kính thưa quý con nhân của Chúa, dễ lắm trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cảm thấy hổ thẹn, chúng ta cảm thấy thua thiệt, và những người xung quanh chúng ta đôi lúc không biết giá trị đâu. Tôi ngại nhất là đi những nơi mà ai cũng nghiêm túc quá là mình sợ. Đôi lúc trong cuộc sống chúng ta cũng gặp những người như vậy, họ nhìn chúng ta với con mắt rất là sợ, đánh giá tiên ly chúng ta thật chút. Nhưng mà chúng ta ngày hôm nay qua lời Chúa được nhắc nhở giá trị thật chúng ta, tuy là nô lệ không thể xin, nhưng mà giá trị thật trong Chúa bình đẳng, anh em. Kính thưa quý con dân của Chúa, trong Chúa chúng ta có giá trị, chúng ta có sự bình đẳng. Mỗi người chúng ta ngồi ở đây bình đẳng, dù sang giàu, dù thấp hèn, trong Chúa chúng ta có sự bình đẳng. Amen, quý vị. Amen. Trong Chúa chúng ta, Kinh Thánh cho chúng ta biết trong Chúa chúng ta là gì? Là chi thể. Không có ai là hai chi thể. Mỗi người chúng ta chỉ một chi thể, cho nên rất bình đẳng, đúng không? Không thể nói ông thỉnh trẻ tuổi còn sống lâu, một thằng ông cũng lâu rồi, cho hai chi thể không? Mỗi người chúng ta chỉ là một chi thể, sự bình đẳng. Trong Chúa chúng ta có sự bình đẳng, trong Chúa chúng ta có giá trị. Cho nên ngày hôm nay có ai nản lòng, ai đang tự ti chính mình, xin lời Chúa an ủi, chúng ta có giá trị trong Chúa. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Nhưng một điều chúng ta học cái này không, đừng ai nói một suy nghĩa đi cầm một suy nghĩa. Tôi cũng là chi thể một suy nghĩa. Ông là mục sư, tôi là tín đồ, cho nên chúng ta bình đẳng với nhau, cho nên tôi muốn làm tôi làm. Có được không quý vị? Không. Quý vị mà nghe giảng như vậy mà ra nói một suy nghĩ vậy chết tôi. Cho nên chúng ta đi tới phần thứ hai. Sự bình đẳng không phải là bình quyền. Mặc dù chúng ta bình đẳng với nhau, nhưng không có nghĩa chúng ta bình quyền. Kính thưa quý con dân của Chúa, đừng ai ra về mà đọc một suy nghĩ nói cái này. Cái là tôi nói là tiêu. Nếu không nghe hoặc không hiểu biết phần này, chúng ta cứ nghe phần đầu mà chúng ta bỏ đi về thì rất nguy hiểm. Xin quý vị nghe phần thứ hai là bình đẳng không phải bình quyền. Nhắc lần nữa, bình đẳng không phải bình quyền. Rất nhiều người lẫn lộn giữa bình đẳng và bình quyền. Rất nhiều người. Ngày xưa tôi có một tín đồ lớn tuổi hơn tôi, bà kêu tôi bà nói chuyện. Lời mở đầu của bà là ai trong chúng ta cũng là con của Chúa. Bà nói sự bình đẳng, tôi đồng ý 100%. Amen. Một câu nói rất đúng theo một khía cạnh, nhưng trong lòng tôi thì hiểu rõ bà đang lẫn lộn giữa bình quyền và bình đẳng. Ai trong chúng ta cũng như nhau, thì chúng ta là ở trên. Giá trị và sự bình đẳng được ban cho từ Chúa. Dẫu vậy, Chúa cho chúng ta mỗi ơn khác nhau và trọng trách khác nhau. Tuy chúng ta bình đẳng nhưng lại không bình quyền. Ephesos đoạn 4:11, ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư. Trong nhà thờ chúng ta có những anh em, những tôi tớ Chúa được kêu gọi để làm công việc của Chúa. Tôi không phải nói rằng tôi với mục sư quản nhiệm là bình đẳng với nhau, cho nên tôi muốn làm thì làm, không được.
Mặc dù tôi và mục sư Nghĩa bình đẳng, nhưng ông mục sư Nghĩa là mục sư quản niệm và tôi là mục sư phụ tá, không bình quyền. Tôi không thể nào đứng mà nói với ông mục sư Nghĩa là tôi với ông bình đẳng, cho nên là chúng ta muốn làm thì làm, không thể được. Tuy bình đẳng nhưng không bình quyền. Vì vậy bảo đó. Và trong Corinto đoạn 14 thì nhắc đến một cái điều sự kiện xảy ra khi mà con dân Chúa được nhận lãnh ân tứ của Chúa, thì họ lại hiểu lầm sự bình đẳng với bình quyền. Họ nói rằng khi họ cầu nguyện tiếng mới thì họ cứ tiếp tục nói, ai có tiếng mới là cứ nói. Nó gây ra sự xào xáo loạn ở trong hội thánh, và Phô Lô đã dùng cái lời này để giải thích cho họ biết về bình đẳng và bình quyền khác nhau. Trong câu thứ nhất đoạn 14 của 33, Phô Lô đã nói như vậy: vả Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa của sự loạn lạc, bèn là Chúa của sự hòa bình. Và ông đưa ra những điều họ cần làm là những người muốn nói tiếng lạ phải có người thông dịch mới được quyền nói. Và Phaolô nói luôn, không phải là chúng ta muốn nói gì muốn nói, muốn làm gì làm, bởi vì chúng ta nói chúng ta cảm thấy mình. Ông nói rằng tinh thần của các tiên tri si phục các đức tiên tri, có nghĩa là chúng ta cần phải control chúng ta, và trong hội thánh phải có nề nếp và có thứ tự rõ ràng. Cho nên chúng ta đừng lẫn lộn giữa bình quyền và bình đẳng. Nếu mà con cái, những người con ở đây nghe nói cái sự bình đẳng, thì con cái không thể nào về nói với cha mẹ rằng con không cần nghe cha mẹ nữa, vì chúng ta bình đẳng với nhau. Tại vì đó không bình đẳng, không phải là bình quyền nha quý vị. Tuy bình đẳng nhưng không bình quyền. Vậy thì chúng ta học được về bình đẳng trong Chúa. Vậy thì chúng ta phải thực hành như thế nào khi thương với con dân của Chúa? Chúng ta thực hành như thế nào khi chúng ta biết được giá trị thật của mình và thấy được sự bình đẳng trong Chúa? Chúng ta cần làm gì? Để một học thánh chúng ta cần làm gì khi chúng ta hiểu rõ sự bình đẳng trong Chúa? Cách đây 6-7 năm, tôi được về thăm Việt Nam sau nhiều năm xa cách. Khi tôi về Việt Nam, tôi thấy một sự ấm áp, một sự gần gũi khi nhìn thấy những gương mặt của Việt Nam. Có điều đó rất đặc biệt với tôi, quý vị, khi chúng ta nghe những tiếng nói Việt Nam xung quanh chúng ta rất là đặc biệt. Xung quanh ai cũng nhìn giống mình hết. Có người thì ốm hơn một chút nhưng mà cũng nhìn giống mình. Có chiều cao size cũng giống mình, tóc màu đen cũng giống mình, da thì màu vàng cũng giống mình. Ai xung quanh cũng giống mình, ai nhìn cũng giống ba mình, chị mình, chú mình, vợ mình. Nhìn cái thân thương làm sao đó quý vị. Khi Việt Nam nhìn thấy người Việt Nam nó thân thương. Tự nhiên về Việt Nam thì mình không thấy mình lùn nữa, mình thấy mình xem sai. Đúng không? Mình thấy thân thương làm sao về Việt Nam vậy. Quý vị thương mến, trong cuộc sống chúng ta dễ lắm chúng ta thích những một điều gì giống chúng ta và chúng ta không thích những gì. Trong Kinh Thánh cũng không ít vấn đề xảy ra cho con dân của Chúa thì họ bắt đầu thiên vị. Dễ lắm khi chúng ta thấy một người giống mình thì chúng ta dễ gần gũi hơn. Đôi lúc chúng ta quên đi sự bình đẳng trong Chúa. Trong cô bên tôi, chúng ta thấy có một cái tiệc yêu thương, họ bắt đầu vẽ bánh yêu thương, chia cho nhau và ăn uống với nhau. Cái tiệc thánh đó không phải là chỉ chúng ta ăn một chút thôi, họ ăn những ngày luôn quý vị. Ăn rất là lâu. Trong lúc đó thì những người giàu á họ không đi làm, tại vì họ giàu họ đi làm, họ tới đó họ ăn trước, họ ăn uống say sưa, ăn uống quá nhiều luôn. Xong rồi những người hơi nghèo một chút, kém một chút thì phải đi làm, mà khi đi làm xong về thì không có đồ ăn để ăn, họ quên đi sự bình đẳng trong Chúa. Thì trong Cô-rinh-tô đoạn 11 câu 20-21, Phao-lô nhắc với họ như thế này: vậy anh em nhóm lại một chỗ, ấy chẳng còn phải là việc thịt thánh Chúa mà anh em ăn. Bởi vì lúc ngồi ăn, ai cũng nôn nã ăn của riêng mình, đến nỗi người nọ chịu đói, còn kẻ kia thì quá đói. Đôi lúc chúng ta là người Việt Nam, chúng ta nhìn những người Việt Nam, chúng ta thương những người Việt Nam, xong rồi chúng ta quên đi sự bình đẳng trong Chúa, thương người Việt Nam thôi. Thì trong hội thánh chúng ta không thể. Ngày hôm nay
chúng ta học lời Chúa, chúng ta thấy sự bình đẳng trong Chúa. Một điều mà tôi cảm thấy buồn và sẽ không có những hội thánh chúng ta, hội thánh chúng ta là tốt, không phải tốt, nhưng mà chúng ta thấy được Chúa cảm động lòng chúng ta. Đôi lúc người Việt chúng ta giống như tôi chỉ tạ khi về Việt Nam thấy ấm áp, thân thương. Chúng ta thương những người Việt Nam, thương những người Việt Nam quá. Chúng ta quên mất đi xung quanh chúng ta còn biết bao nhiêu người không phải Việt Nam cần chúng ta chăm sóc. Quý vị có thấy được đó không? Đôi lúc Việt Nam thì chơi Việt Nam thôi. Đôi lúc chúng ta quên đi sự bình đẳng. Chúng ta quên mất đi xung quanh chúng ta còn biết bao nhiêu người không phải người Việt Nam cần chúng ta chăm sóc. Tới bắt tay, tới nói chuyện, tới chào thăm. Chúng ta còn biết bao nhiêu người không phải Việt Nam cần Chúa và được nghe tin lành cứu rỗi của Chúa. Ngày hôm nay chúng học bình đẳng trong Chúa, có nghĩa là mỗi người chúng ta ở trong Chúa bình đẳng với nhau. Tôi nhớ một quyển sách tôi đọc khi công dân của Chúa nói, khi ông nói rằng, một tác giả nói rằng khi mà buổi nhóm chúng ta có nhiều sắc tạp, có nhiều da màu, thì chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta được nếm được tương lai thiên đàng sẽ như thế nào. Vì trên thiên đàng không có người Việt Nam không? Sẽ có người da màu, có người da trắng, có người mẻ, và cũng có người da vàng của chúng ta. Nhưng mà trong Chúa chúng ta bình đẳng, có nghĩa là chúng ta cũng phải yêu thương những người khác hơn chúng ta, sắc tộc khác hơn chúng ta, màu da khác hơn chúng ta. Và khi mà chúng ta có một buổi nhóm mà đầy đủ màu da, có nghĩa là chúng ta đang nếm được thiên đàng như thế nào. Sự bình đẳng trong Chúa là chúng ta yêu Chúa và yêu người xung quanh chúng ta, mặc dầu học thức, giàu sang, da màu hoặc là văn hóa, chúng ta yêu thương họ vì họ ở trong thân thể của Chúa và họ là anh em. Qua lời khuyên của Phao-lô dành cho Philemon, chúng ta học được là trong Chúa chúng ta là anh em. Qua sự kiện của tháng 9, tôi rất ngại nói điều này, thì chúng ta đôi lúc không còn coi nhau như anh em nữa. Người phe này, người phe kia, bè phái được ông Phao-lô giải thích ở trong Corinto. Chúng ta không thể nào nói là chúng ta thuộc về Apollo, thuộc về Phao-lô, thuộc về Chúa, nhưng mỗi một chúng ta đều là anh em với nhau ở trong Chúa. Những người tin nhận Chúa và kêu Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của đời sống mình chính là những người anh em. Sự bình đẳng trong Chúa đòi hỏi chúng ta phải yêu Chúa và yêu người xung quanh chúng ta, yêu luôn cả người không phải là người Việt Nam, mặc dù những người Việt Nam thì chơi vui hơn giống mình. Nhưng mà chúng ta phải bước ra cái comfort zone của mình, bước ra khỏi những ranh giới mà mình cảm thấy mình an toàn, để yêu những người xung quanh khác biệt với mình. Vì mỗi một người tin Chúa là một chi thể trong Đức Christ, mỗi người chúng ta có sự bình đẳng và có giá trị. Tôi xin kết luận, kính thưa quý con dân của Chúa, chúng ta qua phân đoạn Kinh Thánh này học được sự bình đẳng trong Chúa. Qua câu chuyện của Philemon và Onesim, chúng ta thấy Chúa chúng ta là anh em của nhau trong Chúa, là một chi thể trong Đức Christ. Lời Chúa nhắc nhở mỗi một chúng ta trong Galati đoạn 3 câu 28: tại đây không còn chia ra người Juda hoặc người Greek, không còn người tôi mọi hoặc người chủ, không còn người đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Chúa Giêsu Christ anh em hãy đều là một. Khi chúng ta đọc ở trong Công vụ các sứ đồ, khi mà Đức Thánh Linh giáng lâm, khi Đức Thánh Linh tràn đầy trên con dân của Chúa, thì có một điều rất đặc biệt với con dân của Chúa là họ cùng nhau ăn bánh, bẻ bánh một cách thật thà. Khi mà chúng ta đến nhà thờ mà chúng ta không cần phải chứng minh mình là ai nữa, và chúng ta hòa đồng với nhau và biết rằng chúng ta là anh em với nhau, chúng ta không cần phải nhận thức rằng giá trị tôi hơn giá trị cô này hoặc người này người kia, thì chúng ta sẽ đến với nhau một cách thật thà và yêu thương.
Chứ không cần chứng minh bởi những bằng cấp của chúng ta. Chúng ta không cần chứng minh bởi công việc làm của chúng ta. Chúng ta là anh em với nhau. Trong Chúa và giá trị thật của chúng ta không phải là những điều đó, mà chính là ở trong Chúa. Thì chúng ta có một sự tự do để mà đến với nhau, bẻ bánh, ăn uống và thật thà, vì trong Chúa chúng ta là anh em với nhau. Xin Chúa cho chúng ta được thấy sự bình đẳng của anh em, yêu mến nhau và biết rằng chúng ta bình đẳng trong Chúa. Nhưng đừng ai quên, không bình quyền mà quý vị. Cảm ơn Chúa và xin Chúa ban phước chúng ta để khi chúng ta ngồi đây và chúng ta là anh em mình, chúng ta yêu thương anh em mình như là Chúa yêu thương chúng ta. Như là Phao-lô đã truyền cho Philemon, hãy coi Onisim như là người anh em mình. Và thực sự trong xã hội lúc bấy giờ, khi một người nô lệ bỏ chạy đi thì Philemon có thể giết ông tại chỗ mà không bị tội gì cả. Ông có thẩm quyền làm điều đó. Nhưng Phao-lô kêu gọi ông, trong Chúa chúng ta không có chủ, không tôi một, nhưng mà là anh em. Xin Chúa ban phúc chúng ta để chúng ta thấy được sự bình đẳng, thấy được giá trị thật trong cuộc sống chúng ta, để mà chúng ta không tìm kiếm những điều chứng minh giá trị chúng ta và chưa chọc nhau, mà yêu thương lẫn nhau và nâng đỡ nhau và yêu thương nhau luôn, vì chúng ta được bình đẳng trong Chúa.